làm siêu anh hùng trong truyện tranh tới 50 năm mà chưa được ló mặt ra màn ảnh rộng lần nào. Cuối cùng thì Quicksilver của Marvel cũng lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2014. Thực ra, anh chàng này ra mắt tới 2 lần và đóng 2 vai khác nhau. Bỗng nhiên, Quicksilver lại trở thành con cưng quốc dân và ai ai cũng mong ngóng. Và sau bao sự chờ đợi thì anh cũng đã trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim X-Men Apocalypse. Để tìm hiểu rõ hơn về anh chàng nhanh nhất nhì thế giới Marvel này, Chat Checkers hôm nay sẽ mang đến cho các bạn top 10 sự thật thú vị về Quicksilver. Coming for him next. Số 10. Marvel và Fox cùng chia sẻ anh chàng này. Quicksilver lần đầu tiên xuất hiện trong trailer thứ 2 của X-Men Days of Future Past. Diễn viên Evan Peters đã mang đến cho khán giả một màn ra mắt ấn tượng. Tuy nhiên, sau đó không lâu lại có một Quicksilver hoàn toàn khác xuất hiện trong đoạn mid-credits của Captain America The Winter Soldier. Diễn viên lần này lại là Aaron Taylor Johnson. Khán giả thời điểm ấy trở nên vô cùng bối rối khi có tới hai Quicksilver cùng xuất hiện. Liệu ai mới là Quicksilver thực thụ mà chúng ta vẫn mong chờ? Sự thật là, trước khi tự sản xuất được phim thì Marvel bán bản quyền nhân vật cho nhiều hãng. Marvel chỉ giữ lại vài nhân vật như Iron Man, Captain America, Thor, Hulk và những nhân vật còn lại thì tất nhiên đã cuốn theo chiều gió. Còn X-Men thì rơi vào tay Fox. Tuy vậy, họ vẫn chia sẻ với nhau một số nhân vật, điển hình là Quicksilver và Scarlet Witch. Cặp sinh đôi này vừa là thành viên của Avengers, lại vừa là một phần quan trọng của X-Men. Chính vì vậy, Quicksilver trở thành nhân vật đầu tiên có tới hai phiên bản được tạo ra bởi hai nhà sản xuất trong cùng một thời điểm. Và fan thì luôn tranh luận xem phiên bản nào tuyệt vời hơn. Về căn bản thì ban đầu không ai nghĩ Quicksilver của X-Men đáng xem cả, nhưng khi ra mắt thì sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Số 9. Quicksilver lần đầu xuất hiện trong quảng cáo của Carl's Jr. Lần đầu tiên chúng ta gặp Quicksilver của Fox lại là trong quảng cáo của Carl's Jr. chứ không phải là trên một poster thực tế. Và cũng không phải trong trailer đầu tiên của phim. Vâng, lần đầu tiên xuất hiện của anh lại là trong một quảng cáo bánh kẹp thịt cho bữa sáng. Nhưng ngay sau đó, Quicksilver đã làm khán giả phát cuồng với phân cảnh slow motion ấn tượng trong phim X-Men Days of Future Past. Người ta cũng nhanh chóng quên đi cái quảng cáo bánh kẹp thịt ngày nào. Và gần đây nhất, Quicksilver lại một lần nữa tỏa sáng trong X-Men Apocalypse với màn giải cứu X-Mansion đầy ấn tượng. Số 8. Có gu âm nhạc khá ổn. Các bạn có nhớ cảnh quay trong X-Men Days of Future Past mà Quicksilver bung lụa và hạ gục cả phòng toàn lính bảo vệ chỉ trong nháy mắt thôi không? Lúc đó, bài hát Time in a Bottle vang lên và đó là cảnh quay hay nhất trong tất cả các bộ phim của năm 2014. Sáng tạo, hài hước, ấn tượng và khá gay gắt nữa, Quicksilver không thể tuyệt vời hơn. Và tất nhiên, cậu ta lại một lần nữa không làm ta thất vọng khi trong Apocalypse, chúng ta lại được thưởng thức những giai điệu cổ điển rất lôi cuốn Sweet Dreams của Eurythmics từ list nhạc của cậu ta. Trước khi X-Men Apocalypse khởi chiếu, Evan Peters đã nói rằng đạo diễn Bryan Singer và đội ngũ hình ảnh sẽ tạo ra một Quicksilver mới, sáng tạo hơn, thử thách hơn và đặc biệt ấn tượng hơn. Cảnh quay mới vẫn sử dụng bản nhạc từ những năm 80, dù chỉ dài 3 phút nhưng cảnh quay đó mất tới hơn 1 tháng rưỡi để hoàn thành. Số 7. Anh là con trai của Magneto. Nếu bạn để ý thì Quicksilver của Avengers không bao giờ nhắc đến cái tên Magneto. Lý do đơn giản là bản quyền của Magneto vẫn thuộc sự quản lý của Fox. Sự thật là Quicksilver có một người cha tên Eric Lancer và có người chị em sinh đôi tên Wanda Maximoff. Bộ phim Days of Future Past đã bóng gió nói về điều này và cũng giải thích luôn về cuộc sống tù tội của Quicksilver trước khi gia nhập X-Men. Nhưng X-Men Apocalypse đã làm sáng tỏ hoàn toàn. Cậu khẳng định Magneto là cha mình. Tuy nhiên, trong thời khắc đối mặt với Magneto, cậu đã không thể nói với cha rằng cha con mình là một gia đình. Chuyện nội bộ gia đình thì luôn luôn phức tạp và có lẽ X-Men Apocalypse đã quá đủ phức tạp rồi. Số 6. Chị em sinh đôi của cậu là Scarlet Witch. Cái này thì đã quá rõ ràng trong những cảnh đầu tiên của Age of Ultron rồi, nhưng trong Days of Future Past thì lại không hề nhắc đến. Khi Quicksilver ra mắt trong bộ phim đó, cậu ta mang hình ảnh thiếu niên nổi loạn, sống dưới tầng hầm của mẹ trong một căn nhà ở ngoại ô. Cậu có một cô em gái tóc đỏ, nhưng Fox cũng chưa tiết lộ danh tính của nhân vật này.
Trong thời gian tới, Scarlet Witch chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều trong MCU, nhưng không ai dám chắc cô sẽ xuất hiện trong các phần phim X-Men tiếp theo của Fox. Dù sao đi nữa, các fan hâm mộ cũng rất mong cặp sinh đôi này được đoàn tụ. Số 5. Scarlet Witch và Quicksilver, hai tính cách trái ngược. Scarlet Witch có vai trò giúp cân bằng với Quicksilver và trở thành người chậm rãi, suy nghĩ thấu tình đạt lý hơn so với thằng em nhanh nhiều đoàn. Mối quan hệ này rất thân mật trong truyện tranh và được khai thác trong Age of Ultron. Đáng tiếc trong X-Men lại không có. Dù sao thì Quicksilver là một nhân vật hay ho không phải nhờ vào khả năng và sức mạnh tiên bẩm. Vì nhanh thì cũng nhiều nhân vật không thua kém gì. Cậu ta hay ho vì tính cách của mình, châm biếm, hài hước và luôn tạo sự bất ngờ. Có lẽ Quicksilver sẽ là nhân vật thay thế hoàn hảo trong X-Men sau khi Wolverine rút áo ra đi. Số 4. Tính cách phản ánh sức mạnh. Quicksilver rất thiếu kiên nhẫn vì qua đôi mắt của cậu thì thế giới chậm như rùa bò. Hiểu được cậu chàng này là một thử thách lớn đối với các fan. Tính cách và động lực của cậu ta không hề nông cạn như các dị nhân vô danh tiểu tốt khác. Thực ra, mọi điều chúng ta cần biết về Quicksilver có thể tóm gọn trong một câu thoại của cậu trong truyện tranh. Anh đã bao giờ xếp hàng trước cái máy rút tiền tự động, bản thân mình thì đang vội, còn người đứng trước lại không biết cách dùng máy và họ thao tác chậm gì gì chưa? Cậu chàng hỏi xong rồi nói tiếp, giờ thử tưởng tượng ngày nào tôi cũng mắc kẹt với toàn là những người chậm gì gì không biết dùng máy rút tiền như thế mà xem. Dĩ nhiên là chúng ta hiểu được cảm giác này chứ. Và đó là lý do vì sao Quicksilver rất hấp dẫn các fan, dù cho đôi lúc cậu ta cư xử không đúng đắn cho lắm. You didn't see that coming? Số 3. Cậu ta từng là thành viên của Brotherhood. Brotherhood doesn't run, not anymore. Trong truyện tranh, Quicksilver vốn là nhân vật phản diện. Cậu về phe của Magneto trong cuộc chiến giữa các dị nhân, phá hủy thế giới và làm nhiều điều xấu. Tuy nhiên, khi Avengers tìm ra cậu thì cậu lại đổi phe và trở thành người tốt. Sau một vài lần đổi qua đổi lại cho tới mới thì Quicksilver là một người tốt, dù vẫn còn tật hay ăn cắp vặt và tính khí khó chịu với tất cả mọi người. Khi Quicksilver trở thành người tốt trong Days of Future Past, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong X-Men Apocalypse, Quicksilver đã tìm đến học viện Xavier và nhanh chóng gia nhập X-Men cùng cả đội đi giải cứu thế giới. Liệu Quicksilver có trở thành kẻ xấu như trong nguyên tác? Có lẽ chỉ có thời gian mới biết được câu trả lời. Số 2. Cậu ta có thể suy nghĩ siêu nhanh. Quicksilver không chỉ là người có thể chạy nhanh hơn đạn, mà còn có thể suy nghĩ với tốc độ tên lửa, nên cậu muốn làm gì cũng được. Sự trao đổi chất và thời gian hồi phục vết thương cũng khá nhanh, nên Quicksilver có thể tước vũ khí của cả một nhóm kẻ thù, chứ không phải chỉ là nhờ vận may và tốc độ. Mỗi giây, cậu ta làm hàng trăm phép tính và đánh giá mọi thứ để đưa ra hành động một cách hiệu quả nhất. Nói chung cũng khá phức tạp, và vì thế nên cậu ta là một trong những dị nhân quyền năng nhất. Next time, try a little harder. Số 1. Cậu ta là dị nhân đúng không nhỉ? Quicksilver là dị nhân từ khi mới ra mắt truyện tranh cho tới tận bây giờ. Cậu ta thừa hưởng khá nhiều khả năng từ cha Magneto và dòng máu dị nhân chảy cả trong người cô chị Wanda nữa. Tuy nhiên, Marvel lại không được dùng từ dị nhân, nên họ đã nói cậu là một kết quả của thí nghiệm biến đổi gen. Đôi lúc, thí nghiệm I-Super E được dùng để gia tốc sức mạnh của cậu trong bản truyện tranh nên người ta vẫn thắc mắc xem cậu có thực sự là dị nhân hay không. Trong một câu chuyện khác thì hai Evolutionary thú nhận với Quicksilver rằng cậu và cô chị gái là vật được đem ra làm thí nghiệm. Sau khi thoát khỏi High Evolutionary thì họ gia nhập Avengers và chúng ta có bộ phim Age of Ultron. Avengers,
Đó là top 10 sự thật về Quicksilver. Các bạn nhận thấy sự thật nào thú vị nhất? Còn điều gì mà bọn mình bỏ sót không nhỉ? Hãy comment ở bên dưới và subscribe Tentacus để đón chờ những số tiếp theo. Xin chào! You didn't see that coming. Và sau đây là một số bảng xếp hạng mà chúng mình đã thực hiện. Top 10 sự thật thú vị về Captain America. Top 10 sự thật thú vị về Iron Man. Top 10 sự thật thú vị về Wolverine. Top 10 sự thật thú vị về Superman.